Tưởng chừng Benjamin Sesko sắp cầm chiếc áo Arsenal trước buổi lễ ra mắt, thì boom, Hải quay xe. Tiền đạo người Slovenia đã quyết định ở lại RB Leipzig và thậm chí ký hợp đồng mới với các điều khoản gia hạn đến tận năm 2029 trong sự ngỡ ngàng, bàng hoàng của các fan pháo thủ. Vậy là Arsenal lại hụt mất số 9 dù ngỡ đã ở rất gần. Trong tình thế này, giám đốc Edu và huấn luyện viên Mikel Arteta sẽ chuyển hàng sang chân sút để nâng cấp hàng công. Cần biết rằng, một bom tấn ở vị trí trung phòng là điều mà các fan pháo thủ đang khao khát và bản thân huấn luyện viên Mikel Arteta cũng nhiều lần bày tỏ mong muốn. Nhưng dạo quanh trên thị trường chuyển nhượng, thông tin quá nhiễu loạn. Victor Osimhen, Victor Gyokeres, Joshua Zirkzee, Alexander Isak, Ivan Toney, vân vân và mây mây. Giữa hàng tá những ứng viên này, liệu Arsenal sẽ chọn ai? Hãy cùng yêu bóng đá Figon phân tích xem nhé. Nhưng trước đó, anh em đừng quên truy cập Figon để xem trực tiếp mọi giải đấu bóng đá một cách nhanh chóng, với độ phân giải nét căng và hoàn toàn miễn phí. Đầu tiên, hãy nói về những cái tên mà Arsenal từng liên hệ. Trước khi Jose Sesko là mục tiêu theo đuổi hàng đầu, Arsenal cũng đã nhắm đến vài cái tên tiềm năng và vô cùng đáng chú ý, bao gồm Gyokeres, Zirkzee, Osimhen. Tuy nhiên, cả ba đều có những hạn chế khiến Arsenal không mà bung tiền cho họ. Gyokeres được coi là chuyên gia săn bàn hàng đầu châu Âu mùa vừa qua, đừng ca ngợi và được nhiều đội bóng lớn để ý khi đã ghi được 37 bàn thắng trên mọi đấu trường, trong đó đến 29 bàn ở Primeira Liga và giành luôn danh hiệu vô phá lưới. Tuy nhiên, vấn đề ở đây là ngôi sao này nổi quá muộn khi đã 25 tuổi và mới chỉ có một mùa tỏa sáng trong áo Sporting Lisbon tại Primeira Liga. Đây chính là một sự rủi ro khiến Arsenal không muốn xúc tiến thương vụ mà chuyển qua một dạng trung phong cao lớn, mắn bàn tương tự nhưng trẻ hơn và sẵn sàng kiên nhẫn hơn là Sesko. Joshua Zirkzee có thể mang lại một Gabriel Jesus trẻ hơn, thể chất tốt hơn, tiềm năng được đánh giá là có thể đi theo hướng tiền đạo lùi toàn diện như là Harry Kane, giúp Arsenal đa dạng các bài triển khai, liên kết hoán đổi, có thể dùng khâu chuyển đổi của Arsenal trở nên nhanh hơn, mượt mà hơn. Nhưng hiện tại, anh đã gần AC Milan hơn, mà Arsenal thì có vẻ thích mẫu gần với Havertz hơn và có thể tạo ra sự khác biệt từ những tình huống kết thúc về phía cuối sân hơn là Sesko. Vì kiểu lùi sâu, thì Jesus sung sức vẫn hiệu quả, còn Havertz cũng làm ổn nếu chơi như này. Victor Osimhen có thể là Erling Haaland cho Arsenal. Tốc độ và sự nhanh nhẹn khai thác hai nách trung lộ cùng sự sắc bén cho những pha vùng chân, một phương án chuyển đổi trạng thái hoàn hảo. Nhưng Osimhen chủ yếu tập trung vào việc ghi bàn và ít tham gia vào các pha phối hợp hay phòng ngự tuyến đầu. Trước kể mùa giải vừa qua, anh cũng ngồi ngoài vì chấn thương và không có sự ổn định. Bên cạnh đó, việc đưa Osimhen về cũng rất mâu thuẫn với việc coi Havertz là số 9 chính thức. Trên hết là mức phí được cho là 120 triệu euro từ Napoli, là điều mà Arsenal không thể đáp ứng. Tiếp theo, chúng ta cùng đến với những mục tiêu có thể mang đến sự nâng cấp cho hàng công. Arsenal rõ ràng đang rất cần những cầu thủ có những khoảnh khắc tỏa sáng và tạo ra khác biệt ở những thế trận bế tắc, điều mà pháo thủ đã không có những thời khắc quyết định ở mùa trước. Xét trên hai tiêu chí trên, có lẽ chúng ta cần nhắm đến những cái tên tham vọng hơn. Thì trên thị trường chuyển nhượng, theo mình, chỉ có 3 cầu thủ tấn công xét về tài năng đáng để Arsenal chú ý, bao gồm Leao của AC Milan, Isak của Newcastle và Oli Watkins của Aston Villa. Họ cũng là người có khả năng mang đến sự nâng cấp toàn diện cho hàng công pháo thủ. Rafael Leao là sự nâng cấp thực sự cho Martinelli, không chỉ về tốc độ mà khả năng dây dắt đột phá, khả năng ra quyết định cùng việc chơi như chân kết liễu đều vượt trội. Nhưng nói anh cũng có thể chơi như một tiền đạo có lẽ sẽ hơi khiên cưỡng, nhưng thực sự anh có đầy đủ những phẩm chất để trở thành một trung phong. Số 17 của AC Milan có thể chất cực kỳ lý tưởng, cao nhưng thân hình lại khá dày chắc, cân đối hơn nhiều so với thể hình tương đối mỏng cơm của Kai Havertz hay Isak, giúp anh có thể tì đè, làm tường hay tranh chấp cản lướt. Bởi vậy mà khả năng kết nối hỗ trợ của anh sẽ không cần phải bàn tới. Nói trở lại về vị trí sở trường, Leao vẫn đang là một trong những chân chạy cánh với khả năng dày dắt hàng đầu. Xen với những chuyên gia trong những pha 1v1 trên thế giới hiện tại, những người được gọi là Breaker, thì không nghi ngờ gì về việc ngôi sao người Bồ Đào Nha đứng trong hàng ngũ những người giỏi nhất bên cạnh Vinicius Junior của Real Madrid và bộ đôi Jack Grealish cũng như đồ cũ của Man City. Sự khéo léo, thanh thục cho những pha chuyển hướng cũng như động tác giả, sức mạnh bộc phá cho những pha tăng tốc giúp Leao luôn mở ra thời cơ tạo cơ hội kiến tạo hay dứt điểm ghi bàn. Nhưng việc chiêu mộ Leao sẽ là điều gần như không thể xảy ra,
bởi vì cho đến lúc này vẫn chưa có thông tin nào uy tín xác nhận sự liên hệ giữa pháo thủ và siêu sao người Bồ. Bên cạnh đó, Leo thực sự là con hàng không thể động đến của AC Milan. Theo những trao đổi của Ibrahimovic với truyền thông thì có lẽ Milan sẽ không muốn bán anh, nhất là trong bối cảnh hậu vệ trái Theo Hernandez có thể chuyển sang Bayern Munich hè này, dẫn đến việc AC Milan sẽ tìm mọi cách để giữ chân ngôi sao còn lại của họ. Chưa kể Leo cũng nhiều lần bày tỏ mình đang hạnh phúc tại San Siro. Bởi vậy chỉ còn Oli Watkins và Isak. Vậy hai anh này thì phù hợp thế nào? Trước tiên về Watkins, anh là mẫu tiền đạo hoạt động tốt trong vòng cấm và thiên về dứt điểm, chắc chắn sẽ giúp Arsenal trở nên cân bằng và toàn diện hơn. Chủ công của Aston Villa sẽ cung cấp đa dạng và giúp cho Arsenal cải thiện được những điểm yếu vẫn còn tồn đọng ở khâu kết thúc, ở những khoảnh khắc quyết định trong hệ thống tấn công ở 1/3 cuối sân, ở những trận đấu bế tắc hay gặp đối thủ mạnh. Điều mà hai số 9 nào Jesus, Kai khó mà đảm bảo. Bên cạnh đó, với tốc độ và kỹ thuật của mình, Watkins cũng hoàn toàn có thể chơi như một tiền đạo cánh trái kết hợp với Kai Havertz ở trung phòng. Anh cũng là người có kinh nghiệm khi đã có đến 4 mùa giải chơi bóng ở Premier League, mang hình bóng của Sergio Aguero trước đây, vừa có mùa giải bùng nổ dùng Villa Canic trong top 4. Bên cạnh đó, ở tuổi 28, anh cũng đang ở vào độ chín nhất của sự nghiệp. Một lợi thế nữa là anh luôn công khai thể hiện tình yêu với pháo thủ. Tiếp theo về Alexander Isak, ai xem EPL đều biết khả năng của anh là như thế nào rồi. Làm tường hay kết nối đều ổn. Đặc biệt là giống Kai Havertz, anh cũng có khả năng di chuyển rất thông minh ở hai nách trung lộ để xâm nhập phía sau lưng hàng thủ hay tự mình mở ra góc dứt điểm để kết liễu một cách cực kỳ tinh tế. Điểm lợi hại nhất của Isak chính là tốc độ và khả năng dây dắt, giúp anh có thể độc lập tác chiến bằng những pha đột phá cá nhân tự mình tạo ra cơ hội dứt điểm. Chính nhờ điều này mà Isak cũng chơi rất hay mỗi lần được xếp đá tiền đạo trái, nhất là vào mùa trước khi Anthony Gordon vẫn chưa cứng cáp, còn Callum Wilson thì vẫn là lựa chọn ưa thích ở trung phòng của Eddie Howe. Isak hay Watkins với khả năng cũng như tấm vóc ngôi sao, bên cạnh sự quan trọng của mình đối với câu lạc bộ chủ quản, thì họ chắc chắn sẽ có giá hơn 100 cú. Đây có lẽ cũng là trở ngại lớn nhất nếu Arsenal muốn sở hữu một trong hai người. Tuy nhiên, với người có thể mang đến sự nâng cấp cho đội hình, thì Arsenal có lẽ nên cân nhắc bung tiền, như đã chi 100 triệu bảng đầy xứng đáng cho Declan Rice. Cuối cùng, hãy nói qua về phương án khác để bổ sung cho hàng công. Rõ ràng, những mục tiêu nói ở hai phần trên đều mang đến những trở ngại lẫn hạn chế khiến Arsenal khó có thể chiêu mộ. Vậy nên chúng ta không thể loại trừ việc sẽ có một phương án khác vừa đủ hơn, đặc biệt là cho vai trò xoay vòng với Odegaard và Saka, những người dường như đã cài hết tất cả những trận đấu mà những Smith-Rowe, Fabio Vieira hay Nelson không đủ chất lượng để thay thế. Dạo quanh một vòng chuyển nhượng, người viết có chú ý đến một cái tên, đó là tiền đạo trẻ tài năng Matthias Schüller, thuộc biên chế của Juventus, người cũng vừa có mùa giải bùng nổ trong báo Frosione. Theo quan sát, tân thuyền trưởng Thiago Motta của Bianconeri ưa thích sử dụng cầu thủ chạy cánh phải có xu hướng dây dắt trực diện và thiên về khâu dứt điểm, nên Juventus gần đây họ quan tâm đến Greenwood từ Man United. Ngược lại, Matthias Schüller là mẫu cầu thủ dây dắt khéo léo, giữ nhịp và thiên về tổ chức tấn công, phù hợp với vai trò creator hơn là breaker mà Motta tìm kiếm. Vì thế cơ hội đang mở ra cho Arsenal để mua Matthias Schüller. Cầu thủ 21 tuổi có thể sẽ là Bernardo Silva cho Arsenal, tức là một phương án có thể đa nhiệm, không chỉ trong vai trò inverted winger bên cánh phải của Saka, mà còn hoàn toàn phù với vai trò trên kết nối liên kết, kiểm soát, sáng tạo ở trung lộ của Odegaard. Dù Arsenal đa dạng hóa lối chơi với khả năng kiểm soát và sáng tạo của mình. Kết luận: sau cùng, nếu không thể là Sesko, Arsenal có lẽ nên nhắm đến một sự bùng nổ hơn là Isak và Watkins, những người có thể tạo ra sự nâng cấp và xứng đáng để bơm tiền tấn cho một trong hai. Còn nếu không, có lẽ Arsenal sẽ không hứng thú với việc chiêu mộ một tiền đạo nữa, nên gọi sao trẻ Mika Biret về thay Nketiah là ổn, nên chuyển hướng sang các mục tiêu khác vừa phù hợp hơn, như một phương án xoay vòng cho Saka và Odegaard, như sao trẻ Matthias Schüller của Juventus có thể đáp ứng.